For over two decades, Counter-Strike has offered an elite competitive experience, one shaped by millions of players from across the globe. And now, the next chapter in the CS story is about to begin. This is Counter-Strike 2. Lead us not. Animo bule. Animo bule. Suka. Suka belak. Uy, what the fuck? Holy shit! Oh man. Bomb down. Defuse. Are you combo or different? Phòng sóc đứa này. À đủ. Ngủ vậy. Chết mẹ đi. Ngủ vậy chết mẹ đi. Bom ở đâu rồi? Ba tao em đi. Ông ma. Tao bỏ qua B rồi. Ngủ nó. Đồ thằng đi giúp. Tao thua. Easy. Cái lồng nữa.
Ui giời. Hello, ba. No. Uma. Thằng nó chạy nữa. Thằng nó chạy nữa. Thằng nó chạy nữa. What the fuck? Có nước physics cô. Cúc ra. Cặp. Mà mong đại nó lưng có luôn à, mà ông cam đi. Mà một mình trôi đó luôn à. Mà bia mong chạy hết về à. Má cái đàn à. Mà mong đi chạy hết qua bia xong rồi chạy hết qua. Dạ top 1 là hết game rồi. À mà top 1 là hết game rồi. Đây. Nặng tí nữa. Kết mẹ. Bi. Ờ không, ngu giúp đầu là chết mẹ rồi. Mà biết ngay. Ui. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Hay lắm, mẹ lửa này. Đổ. Hay mà. Ừ, thay anh em sống chung với nhau là được không? Mẹ cần đéo gì cơ luôn. Thằng chóc bạn cách tìm. Mẹ ông thấy anh à. Đây thằng này đi, thằng này chạy đó, thằng này chạy đó. Không phải không, anh này mẹ. Đồ súng cô. Mà làm gì bắn đến làm gì được mà. Đồ một tắc. Wow, bị lỗi à. Thằng đi ở đây mà. Mẹ. Mà ông phải làm cái lồ đó mới được à. Bắn, đang canh cầm súng gót rồi bắn gà rồi cầm súng lại. Mốt tìm địch. Đang chạy là tìm họ. Ôi, chạy trước mặt. Rồi, không sao.
thánh lễ đã được bắt đầu. Mà bắn mày biết bắn chỗ mày. Đồ, đây được súng này, đây được súng này. Ông lồn căn hộ. Không bao giờ tự nhiên mẹ tỏ thông minh mà lên cô mẹ đã căn hộ họ đấy căn. Đó đó chú mẹ giống chiến nhân vậy luôn. Thời gian mẹ rồi. Có mẹ ông đã canh họ, mẹ họ làm hai cái đầu cho họ rồi. Cầm mũi butterfly mẹ.